Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ Tuyệt Mật. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin. Tiểu sử Vũ Thịnh, nam thần đa tài vừa hát hay là sáng tác giỏi. Bạn trai của Fanny Trần Vũ Thịnh sinh ngày 10 tháng 9 năm 1995, là ca sĩ của nhóm nhạc The Wings, sở hữu giọng ca giàu cảm xúc, biết cách sáng tác nhạc. Ngoài ra, Vũ Thịnh còn có visual chuẩn soái ca, vừa thư sinh, vừa lịch lãm, phong độ cùng chiều cao vượt trội đã giúp chàng nghệ sĩ nổi bật trong đám đông và thu hút ánh nhìn từ của bất cứ ai. Vũ Thịnh đã không là cái tên mới mẻ đối với khán giả. Trước đó anh từng tham gia rất nhiều chương trình và cuộc thi âm nhạc nổi tiếng. Vũ Thịnh, chàng sinh viên có niềm đam mê âm nhạc, có niềm đam mê với bộ môn ca hát. Từ nhỏ Vũ Thịnh đã bộc lộ năng khiếu thanh nhạc của mình, còn từng đạt giải nhất tiếng hát ngành giao thông vận tải 2014. Tình yêu dành cho ca hát quá lớn, nên chàng sinh viên trẻ tuổi đã cùng hai người bạn có chung niềm đam mê, với mình là Duy Ngọc, Phạm Thắng thành lập nhóm nhạc The Wings. Vũ Thịnh là một người tài năng, anh có thể sáng tác và hát rap, đồng thời cũng chính là nhân tố quan trọng trong nhóm nhạc của mình. Vào năm 2016, Vũ Thịnh và hai thành viên còn lại tham gia thử sức trong cuộc thi X Factor, dù là ca sĩ tay ngang nhưng cả ba đều được đánh giá cao trong quá trình thi. The Wings ngày càng đi sâu vào chung kết, và với sự cố gắng hết mình nhóm đã giành được giải Á quân của cuộc thi nhân tố bí ẩn. Cũng từ đây nhóm nhạc của Vũ Thịnh bắt đầu gây được tiếng vang lớn, ba chàng trai trẻ quyết định bảo lưu kết quả học tập, và nam tiến theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời gian đầu sau cuộc thi, Vũ Thịnh và các thành viên còn lại thường tung nhiều bản cover với giọng hát mới mẻ, ấn tượng, đã thu hút khá đông giới trẻ yêu thích. Đến tháng 4 năm 2017, sau thời gian ấp ủ, The Wings đã tung ra sản phẩm single và MV lyrics đầu tay mang tên Đường Nào Đến Trái Tim Em, sau đó là MV Giấc Mơ Nào Cho Nhau, đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Là một người đa tài, Vũ Thịnh không chỉ tập trung vào con đường ca hát, anh còn hướng đến nhiều lĩnh vực khác như tham gia các game show, cuộc thi khác như Đàn Ông Phải Thế và đạt được giải quán quân. Vũ Thịnh luôn là người nhanh nhạy và năng nổ trong nghệ thuật, bản thân anh cũng luôn muốn khẳng định màu sắc riêng, cũng như khám phá bản thân mình, thế nên năm 2019, nam ca sĩ đã quyết định tham gia chương trình The Voice. Thế nhưng trước các đối thủ có phần vượt trội hơn, Vũ Thịnh đành dừng chân trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau các cuộc thi âm nhạc, Vũ Thịnh bắt đầu tham gia vào đóng phim, anh từng góp mặt trong dự án Thanh Xuân Ký, Ước Hẹn Mùa Thu. Mới đây nhất, Vũ Thịnh tham gia vào web drama Bạn Trai Song Sinh của đạo diễn Jun Bin, nam ca sĩ được đóng vai chính. Bên cạnh đó Vũ Thịnh cũng góp mặt trong show Tình Yêu Hoàn Mỹ, với visual không phải dạng vừa đâu của nam ca sĩ, cùng với tính cách ấm áp, vui vẻ, anh chính là một trong những nhân tố hút fan girl của chương trình. Vũ Thịnh, nam thần mới của Tình Yêu Hoàn Mỹ. Chương trình Tình Yêu Hoàn Mỹ vừa mới nạp thêm một nhân tố mới là nam ca sĩ Vũ Thịnh, đến từ nhóm nhạc The Wings. Với chiều cao 1m8, gương mặt điển trai, Vũ Thịnh với visual không phải dạng vừa đâu. Cùng với tính cách ấm áp, vui vẻ, anh chính là một trong những chàng trai hút fan girl của chương trình. Fanny Trần Vũ Thịnh là cặp đôi đang nhận được nhiều sự quan tâm, sau màn tỏ tình lãng mạn trên chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Từ mối quan hệ người yêu cũ trở thành bạn bè thân thiết và giờ đây lại tái hợp, như xưa, streamer Fanny Trần cùng bạn trai đã viết nên chuyện tình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi công khai hẹn hò hậu Tỏ Tình Hoàn Mỹ, cả hai vẫn thường xuyên phát cẩu lương, đều đặn cho bạn bè và người hâm mộ. Lúc trước cặp đôi đã là những người bạn, anh chàng luôn đồng hành cùng cô trong các sự kiện, sản phẩm âm nhạc và âm thầm ủng hộ người bạn của mình. Anh cũng nói ra một sự thật mà ít ai biết là cả hai đã từng yêu nhau, nhưng lúc đó Fanny đang tham gia giai điệu chung đối với người bạn đồng hành Min Min, khán giả gán ghép cô và Min Min trong khi họ không có tình cảm cho nhau. Vì vậy mối tình đó không được công khai, dần dần sức ép dư luận quá lớn, chia tay là điều tốt nhất cho cả hai vào thời điểm đó. Thế nhưng khi tình cảm rung động và lý trí không cho phép, anh quyết tâm chinh phục Fanny một lần nữa. Trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ số phát sóng mới nhất, Vũ Thịnh và Fanny có màn ghép đôi thành công. Cặp đôi đã cùng nắm tay ra về. Sau khi đăng ký tham gia Vũ Trụ Hoàn Mỹ, cô nàng streamer Fanny đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Không chỉ có vậy mà ngay khi lên sân khấu đã có ba chàng trai quay lại tỏ tình với người đẹp. Fanny được nhận xét là một cô gái dễ thương, hòa đồng và luôn khiến các chàng trai cảm mến. Tuy nhiên, đến sân khấu tỏ tình của Fanny xuất hiện, cô nàng khá bất ngờ vì bị thay đổi hoàn toàn về bối cảnh. Ý tưởng ban đầu là quán nhậu không phải một đám cưới. Tuy nhiên, tất cả điều này được sắp đặt bởi ca sĩ Vũ Thịnh. Anh chàng bạn thân đã mượn chương trình để tỏ tình với người mình yêu. Vũ Thịnh cho biết, mọi thứ là do anh sắp xếp vì không muốn thấy người mình yêu tỏ tình với ai khác. Quan trọng nhất, nam ca sĩ chia sẻ cả hai không chỉ là bạn, mà còn yêu nhau trong quá khứ. Dù hẹn hò rất ngắn nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm. Ngay trước khi được anh Ngọc dẫn đi gặp các bạn trong chương trình giai điệu chung đôi, mình đã ấn tượng với Fanny, sau đó cả hai quen biết nhau.
Khi mình về Hải Phòng học, mỗi sáng thức dậy đều mong thấy tin nhắn, đang chạy xe cũng dừng lại nhắn. Mình cảm thấy hai bên đường lúc đó như nở hoa luôn á. Sau đó mình đã quyết định vào Sài Gòn, cái này anh chưa nói với em, nhưng mà em là lý do lớn nhất để anh quyết định chọn Sài Gòn. Nam ca sĩ chia sẻ, thành viên nhóm The Wings chia sẻ bản thân không khó lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, vì khi gặp được người xứng đáng sẽ không ngại bỏ tất cả. Chia sẻ về lý do chia tay, Vũ Thịnh cho biết, thời điểm quen nhau Fanny tham gia chương trình giai điệu chung đôi, lúc đó cô nàng có cặp đôi được yêu mến với người khác, cặp đôi gà bông, khi đó cả hai đã quyết định dừng lại. Bản thân Vũ Thịnh không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp Fanny, áp lực dư luận, anh cũng không đủ can đảm để đứng lên bảo vệ cho người con gái mình yêu thương. Nam ca sĩ còn nhớ cả hai đã bị ném đá dữ dội khi vô tình lộ đoạn clip tình cảm trên mạng xã hội, thời điểm đó cả hai đang yêu nhau nhưng không được công khai, đó là một phút sơ suất. Fanny chia sẻ, thời điểm mình thi giai điệu chung đôi, mỗi khi livestream mình phải giải thích là không quen anh Minh, cả hai chỉ là bạn. Mỗi khi các bạn hỏi anh Minh đâu sao không live chung, mình cảm thấy rất áp lực, mình không vượt qua được những cái tiêu cực. Vũ Thịnh còn cho biết thứ tình cảm của anh dành cho Fanny có thể đã ngủ quên, nhưng khi thấy người mình yêu đi tỏ tình thì không thể ngồi yên. Vũ Thịnh nói, lúc em lên tỏ tình đó là chất xúc tác mạnh nhất, mà anh nghĩ anh phải làm cái gì đó thôi thúc, bản lĩnh và vượt qua bản thân mình, và nghĩ đến việc tỏ tình em trên sân khấu này. Vũ Thịnh đã cất công chuẩn bị sân khấu tỏ tình hoành tráng, nhờ bạn bè quay clip chúc phúc và thậm chí là liên hệ với ba mẹ của Fanny nhờ giúp đỡ. Cô nàng bật khóc khi được kết nối trực tiếp với bố mẹ, và nhận được lời khuyên hãy cho cả hai cơ hội. Fanny bày tỏ bản thân lo lắng sẽ đánh mất tình bạn. Sau khi nói chuyện cùng bố mẹ, Fanny bất ngờ khóc như mưa và rời sân khấu khiến cả trường quay hết sức lo lắng. Tưởng chừng Fanny Trần đã từ chối Vũ Thịnh, thế nhưng sau khi nghe những lời khuyên tâm lý từ MC Liêu Hà Trinh, nữ streamer cuối cùng đã quyết định cho Vũ Thịnh cơ hội, đồng ý hẹn hò cùng bạn thân. Tất cả đều vỡ òa khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Sau những câu chuyện đầy cảm động và nhiều khó khăn trong quá khứ, Vũ Thịnh Fanny đã lần nữa trở lại với nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Fanny Vũ Thịnh tình tứ đánh dấu chủ quyền sau khi về bên nhau. Trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ tập phát sóng mới nhất, nữ streamer Fanny đã xuất hiện để tỏ tình chàng trai cô yêu mến. Tuy nhiên Vũ Thịnh đã nhanh chân hơn, nam ca sĩ liên lạc với ekip trước để tạo nên một khung cảnh lãng mạn tỏ tình Fanny. Sau khi thành công nắm tay nhau về chung nhà, cặp đôi đã quyết định công khai trên tất cả các trang mạng xã hội của nhau về mối quan hệ hiện tại, như một sự đánh dấu chủ quyền, từ đây về sau họ là của nhau. Được biết trước đó, Vũ Thịnh và Fanny đã hẹn hò với nhau, nhưng khi cặp đôi gà bông là Fanny và Minh được khán giả ship nhiệt tình, thì cả hai quyết định chia tay vì không chịu nổi sức ép dư luận khi quen nhau, trong bóng tối. Vũ Thịnh chia sẻ thời điểm quen Fanny, ngay trước khi được anh Ngọc dẫn đi gặp các bạn trong chương trình giai điệu chung đôi, mình đã ấn tượng với Fanny, sau đó cả hai quen biết nhau. Khi mình về Hải Phòng học, mỗi sáng thức dậy đều mong thấy tin nhắn, đang chạy xe cũng dừng lại nhắn. Mình cảm thấy hai bên đường lúc đó như nở hoa luôn á. Sau đó mình đã quyết định vào Sài Gòn, cái này anh chưa nói với em, nhưng mà em là lý do lớn nhất để anh quyết định chọn Sài Gòn. Cả hai hẹn hò một thời gian nhưng không công khai. Lúc đó Fanny rất nổi tiếng nên thành viên nhóm The Wings không thể làm ảnh hưởng sự nghiệp của bạn gái nếu như vẫn cố gắng yêu trong ích kỷ. Cả hai chia tay mà tưởng chừng đã quên thứ tình cảm kia, nhưng đến khi nàng streamer muốn bắt đầu một mối quan hệ khác thì Vũ Thịnh lại không muốn như thế. Đó chính là chất xúc tác để nam ca sĩ quyết định tỏ tình người yêu cũ lần nữa. Để thể hiện sự chân thành, Vũ Thịnh đã nói chuyện với bố mẹ của Fanny và nhận được sự đồng ý của phụ huynh. Với lý do này anh chàng lần nữa thuyết phục được người cũ trở lại. Trên trang cá nhân của cả hai cũng chia sẻ những hình ảnh nhí nhố cùng nhau vô cùng đáng yêu. Lần này họ đã chính thức công khai mối quan hệ, chứ không để mập mờ rồi mất nhau như ở quá khứ. Hiện họ nhận được rất nhiều từ chúc phúc từ bạn bè, nghệ sĩ và gia đình. Bước ra từ game show Tỏ Tình Hoàn Mỹ, cặp đôi Vũ Thịnh, Fanny đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ. Đáp lại sự mong chờ đó, cặp đôi chọn kết hợp khi xuất hiện trong MV mới mang tên Hôn Sâu 3 Phút, một sáng tác mới của nhạc sĩ Vicky Nhung. Hôn Sâu 3 Phút là một câu chuyện tình yêu đẹp, kể về khoảng thời gian từ lúc bắt đầu yêu tới những giai đoạn sóng gió, và vượt qua khó khăn của những cặp đôi yêu nhau. Bài hát mang đến thông điệp về tình yêu vô cùng nhẹ nhàng và chữa lành, đưa chúng ta về những kỷ niệm và nhắc chúng ta về những ngày đầu tiên khi yêu nhau. Vũ Thịnh chia sẻ, một ca khúc nho nhỏ của tụi mình dành cho những cặp đôi đang yêu, sẽ yêu và đã yêu. Mong rằng năng lượng tình yêu này sẽ được lan tỏa tới tất cả mọi người. Được biết đây là một sản phẩm vô cùng tâm đắc của ca sĩ, nhạc sĩ Vicky Nhung. Khi chứng kiến tình cảm của Vũ Thịnh và Fanny, nhạc sĩ đã không ngần ngại dành sản phẩm của mình cho cặp đôi thể hiện. Ca khúc thuộc thể loại nhạc pop, với tiếng nhạc du dương kết hợp với những cảnh đẹp lung linh của biển ba động, khiến cho người xem ngất ngây và không thể rời khỏi màn hình.
Không nằm ngoài dự đoán, MV tràn ngập những cảnh tình cảm ngọt đến sâu răng của cặp đôi Vũ Thịnh và Fanny. Là một cặp đôi mới trong showbiz Việt, nhưng có thể nói cặp đôi Vũ Thịnh và Fanny đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ với hình ảnh đẹp và những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc. Cặp đôi hy vọng đây là món quà đặc biệt gửi đến khán giả trong dịp cuối năm nay.